Em xin chào các cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay có một bạn hỏi em tại sao bán nồi mà không bán, thấy người ta bán nhiều cái nồi mà phay bẻ độ hay là cái nồi gì đó bạn, mà thấy anh không bán. Tại vì bản chất thật ra em rất là, nói chung em nghiên cứu cũng kỹ về nồi, mình làm gì không qua kỹ sư làm các bạn. Thì các bạn có một bạn hỏi mình tại sao anh không bán những cái chén bi mà bẻ móc âm xuống hoặc là bẻ độ. Thì mình nói một câu á, tại các bạn không, nói chung là không hiểu, nhiều khi nghe chứ nghe người ta ba bóc bóc này kia, thật ra gầm máy. Tại vì các bạn hiểu cái nguyên nhân chính á, là mỗi cái đời xe người ta vớt như vậy nè, là đúng chuẩn của hãng, là bao nhiêu độ là đúng chuẩn của hãng nha bạn, đúng chuẩn của hãng thì chạy mới được nha bạn, chạy mới được theo công suất động cơ, chạy mới được theo dây cu ro đồ, chạy mới được. Thì dây cu ro lúc nào coi chính vị nó đâu phải là hình bằng, lúc nào nó cũng là cái hình bẻ cái độ này theo là theo chén bi. Thì nhiều anh em rồi nói rất là hay, nói bẻ gì, mình chỉ bán zin thôi, bán zin chính hãng. Tại vì cô chính chị á, bẻ có thể vớt cái này là độ, có ai vớt cộng dây cu ro này cho nó đồng lại được không? Thì khi đó nó sẽ ăn không có điều nha các bạn. Thí dụ người ta hễ người ta tính cái góc xéo của dây cu ro nè, coi chứ gì để ý nè, nó xéo hay gì rồi, rồi giờ đi vớt trật rồi. Vậy cô chính chị cầm cái dây cu ro này lại, cái thằng mà vớt cái chén bi này vớt luôn dây cu ro theo thì chạy nó ok. Tự nhiên mà mình không hiểu sao cô chính chị vậy nè, vớt không chạy ngon. Ngon là cô chính chị đang bỏ tiền ra, giống như giờ mình bỏ tiền ra sao mình nói mình dở được, giống như bỏ tiền ra về phải ngon. Cái thằng bạn hỏi mày làm xong ngon không, chạy gầm máy mất chết luôn, mà cũng là ngon, cũng khiên ngon, ngon là cái thằng kế bên nó nghe vậy nó làm theo. Mà cô chứ gì, cái phần này thôi mình nói cái đơn giản vậy thôi, cô chứ gì hiểu ra là cái vấn đề là đúng rồi đó. Ví dụ như người nào mà giống như người nào thông minh là hiểu ra liền, tại vì một cái chút xíu này thôi nó đã thay đổi cả cái cuộc đời xe rồi. Tự nhiên thí dụ như cái này cho bẻ lên 15 17 độ gì đi bẻ luôn cộng dây cu ro, cái độ dây cu ro đi nó sẽ ôm theo cái bẻ độ đó thì mới chạy được. Còn bây giờ cô chứ gì bẻ này, tất cả các xe bẻ độ gì gầm máy hết như cái gì, và tất cả các nồi ăn gian, gọi là nồi ăn gian bi độ, nồi chống rung nữa chúng mà ăn gian thôi, không là chính hãng đâu. Chính hãng là hãng fit lỗi hay sao, mình fit lại zin chính hãng vậy là ok. Đây là những cái mà cái mấu chốt mà cô chứ gì không có hình dung ra. Tại vì mình bản chất mình không làm xe zin, mình làm xe zin không mà vậy, mình bản thân mình không có lợi kỹ sư cô chứ gì. Kỹ sư Nhật người ta gớm lắm, người ta lại nghiên cứu cái gì ra rồi thì mình chỉ xài theo. Và mấy ngày hôm nay á, là trong thành phố Hồ Chí Minh mình cái chuyện mà lột ắc là rất là nhiều. Tại sao mình không dám bán luôn cái thương hiệu mà Honda như cái gì? Honda một là cô chứ gì vô hãng mua mẹ luôn chưa gọi đi, hai là bán ngoài thị trường là bị dính. Dính là nó sẽ lột cái ác này nè, nghĩa là lột cái ác này, nếu cái ác này nó không còn dính vô đế nhôm nữa. Thì mấy ngày hôm nay nó dính xe rất là nhiều, rất là nhiều anh em bị phải. Tha mình xài chính hãng FCC. FCC là cái bao bì xanh như thế này nè. Em là em không dám bán cái đó, cái lô hàng em vẫn còn chứ em không phải là không còn, mà em không bán nha cô chú anh chị. Bản thân em là cái người làm hàng em gành, rất là gành nha cô chú anh chị. Đó, chén bi là cẩn thận phần này, lột ác. Và nhiều người chào hàng các bạn khôn khéo, các bạn coi như mình vậy nè, các bạn nhìn lúc nào ác chính hãng, trong đây nó ẩm dầu nha, thò tay đưa vô dầu nó ẩm lên liền, nó chỉ để ý bạc dầu nha, cái bạc mà khô rang lại thôi chết chắc. Đó là kinh nghiệm làm hàng mà cô chứ chị là người tiêu dùng, mà cô chứ anh chị chết chắc luôn, không có cách nào mà cô chú anh chị mà chịu nổi đâu. Đó là mình khuyên. Rồi một bạn hỏi rất là hay, thì bạn trả lời cho mình, trả lời cho bạn cái đó thì bạn nên nghiên cứu lại. Nếu bạn đi theo con đường nghề mà chính á, nghề chính đạo á, nói chung đừng đi tà đạo. Mình bán đồ của Nhật hết, từ từ thì anh em cũng biết tới. Như mình làm thì mình làm full hết rồi chứ gì, mình đè ra mình thay mới chính hãng rẻ hơn các bạn sửa. Thì đây là mình bán những cái lỗi chính hãng nha bạn. Lỗi chính hãng thì các bạn nghi ngờ thì mua hàng Zalo, mình sẽ chỉ cho bạn phân biệt cái lỗi này nè. Cái lỗi chính hãng là có cách phân biệt nha bạn. Đây là cái lỗi trượt trong đây chính hãng. Nếu các bạn cần thì các bạn nhắn Zalo. Tại vì ba cái phần này giống như là cái kỹ năng mà phân biệt cái lỗi ác chính hãng này là một phần kỹ năng. Trừ khi các bạn mua hàng bên mình sẽ hướng dẫn cho bạn cái kỹ năng đó. Rồi mình xin cảm ơn các bạn.